Cô Nga xin được gửi lời chào đến tất cả các ba mẹ đang có con tham gia vào quá trình rèn luyện về phương pháp toán tư duy Soroban này. Thì trong thời gian ban đầu, các con sẽ gặp phải một số những cái lỗi sai cơ bản và rất là hy vọng rằng ba mẹ qua cái video này sẽ cùng với cô Nga để giúp cho con của mình vượt qua được thời gian ban đầu để làm quen với bản tính và không bị sai nữa nhé. Đầu tiên đó chính là về tay. Quy ước của tay gảy khi gảy bàn tính tay phải thì các con sẽ gảy trên hàng đơn vị, còn tay trái thì sẽ gảy trên mặt hàng trực. Có nhiều con sẽ bị nhầm tay. Tiếp theo đó một cái thứ hai đó chính là ngón tay. Ngón tay gảy của các con đối với hàng đơn vị thì các con sẽ sử dụng hai ngón tay. Cô Nga đang áp dụng với chương trình toán Book Brain Soroban nhé. Đó, các con đang sử dụng ngón tay cái và ngón tay phải của bàn tay phải thì các con sẽ gảy trên hàng đơn vị. Với cộng 1, 2, 3, 4 thì cô Nga sẽ sử dụng ngón cái. Ngón cái thì cô Nga hay nói vui với các con, ngón cái là ngón mà béo nhất trong năm ngón tay. Cô dùng một cái tên khác nữa là ăn béo. Ăn béo thì sẽ là để giảm cân, đúng không nào? Và cô Nga sẽ gảy 1, 2, 3, 4, chúng ta sẽ sử dụng thang béo đẩy lên để các hạ bàn tính của chúng ta chạm vào cái cây ngang, cái cây ngang ngang. Đó. 1, 2, 3, 4 đều được thang béo nhất. Còn trừ 1, 2, 3, 4 chúng ta cũng sử dụng thang béo luôn. Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4 chúng ta đều sử dụng thang béo. Vậy các hạ bàn tính ở phía dưới. Tiếp theo, cạnh ăn béo và anh gầy rồi còn sự là bằng kia anh gầy đó. Anh gầy này cao anh béo tí xíu, anh gầy này có cái chức năng nhiệm vụ là gầy hoặc bàn tính phía trên, nó sẽ giúp chị một gầy hoặc bàn tính phía trên tiến vào sát cây ngon, năm cộng năm thì tiến sát vào cây ngon, trừ năm thì gầy hoặc bàn tính sang xa cây ngon. Đó là về quy ước về tay. Tiếp theo là về tay trái. Như sẽ nói gậy trên ngang trực, các con sẽ sử dụng là hai ngón tay ngón trỏ và ngón giữa của bên tay trái để làm trực. Với các số 10, 20, 30, 40 thì các con sẽ gậy trên anh gậy, đúng không ạ? Hay là trừ 10, 20, 30, 40 đều gậy trên anh gậy. Còn riêng số 50 thì các con sử dụng ăn cao cộng 50 thì sẽ là kéo hát bảng tính phía trên sang bên ngang, còn trừ 50 thì là dùng ăn cao để đẩy hát bảng tính sang sang bên ngang. Đây là về quy ước của ngón tay gảy trên bảng tính Soroban với hàm trực bằng đơn vị. Và cô Nga hy vọng rằng trong một khoảng lâu ngắn thôi mà được sự hướng dẫn của các ba mẹ đồng hành với các con, sự sát sao đó sự đồng hành thường xuyên đó thì các con sẽ sớm vượt qua đi về cái cảm nghĩ sau ngón tay thì là ban đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.